công trình thế kỷ của Singapore. Nếu chúng ta đã từng xem qua cái bức ảnh của Singapore thì hẳn chúng ta đã rất nhiều lần nhìn thấy hình ảnh của ba tòa tháp có mái hình một du thuyền nối liền nhau cả ba tòa. Đó là khách sạn Marina Bay Sands, được hoàn thành vào năm 2010, trở thành biểu tượng và được xem là công trình thế kỷ của Singapore, là một khách sạn nổi tiếng bậc nhất châu Á nếu như không phải trên toàn thế giới. Theo Quyền tìm hiểu thì khách sạn này ngốn một số tiền đầu tư khổng lồ 5,5 tỷ USD, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng và được thi công bởi một công ty xây dựng lớn nhất thế giới. Khách sạn Marina Bay Sands là một khu phức hợp với ba tòa tháp, bao gồm trong đó không chỉ là phòng ngủ mà còn là khu nghỉ dưỡng, trung tâm triển lãm, hội nghị, bảo tàng, trung tâm thương mại, nhà hát, nhà hàng và cả casino. Wow. Và đã từng có tranh cãi xảy ra về việc xây dựng Marina Bay Sands. Nhiều người cho rằng đây là dự án quá lãng phí, quá nhiều tiền bạc, coi đó là một sự phô trương không cần thiết. Tuy nhiên, sau khi khai trương vào năm 2010, thu về số tiền 1 tỷ USD một năm, con số đáng mơ ước của bất kỳ nhà đầu tư nào. Cùng với việc thay đổi hoàn toàn cảnh quan, diện mạo của vịnh Marina, thì Marina Bay Sands đã khiến tất cả những người phản đối phải câm nín. Tốn một số tiền đầu tư không nhỏ, cùng đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng, nhưng khách sạn Marina Bay Sands đã mang lại thành công, đồng thời mang lại dòng tiền khổng lồ. Để hiểu rõ hơn về khách sạn này, Quyền sẽ dẫn chứng 10 điều ấn tượng về khách sạn nổi tiếng này nha. 1. Là khách sạn này có tổng cộng 2.561 phòng, phân bổ đều ở cả 3 tòa tháp. 2. Là có 57 tầng và cao 191m. 3. Là bể bơi vô cực trên tòa nhà dài 150m. 4. Là công viên Sky Park trên tầng thượng của tòa nhà có chiều dài bằng chiều dài tháp Eiffel. 5. Là mái tòa nhà có thể chứa 3.900 người. 6. Là vốn đầu tư góp vào khách sạn là 5,5 tỷ USD. 7. Là mang lại lợi nhuận 1 tỷ USD một năm. 8. Là mang lại công việc cho hơn 10.000 người. 9. Thuộc sở hữu của Las Vegas Sands Corporation, tập đoàn nổi tiếng với các sòng bạc. 10 là sòng bạc cực lớn với 600 bàn và 2.500 máy đánh bạc. Wow. Đợt này tham quan Singapore thì Quyền chỉ tham quan Marina Bay Sands từ xa thôi. Lần sau quay lại nhất định sẽ lên tới đỉnh của Marina Bay Sands mới được. Cả nhà mình ai đã từng lên trên đó rồi thì cho biết nào, chắc cũng không được nhiều người hen.